Quý vị và các bạn thân mến, Đại Nghĩa xin được tóm tắt những nội dung chính của tập 63 bộ phim Lựa Chọn Số Phận. Ở tập 62, vụ án đánh bạc sau nhiều lần diễn biến phức tạp nhưng cuối cùng cũng khép lại theo quy luật của nó. Anh em Long Đại Ca đã bắt đầu được đổi chủ và chủ mới là Thắng. Thắng còn nguy hiểm hơn Long Đại Ca rất nhiều. Vì vậy mà bộ phim lại dẫn dắt chúng ta đi đến những tình tiết mới. Ai sẽ tiếp tục phải ra hầu tòa và sự tinh vi nguy hiểm của Thắng sẽ được thể hiện như thế nào? Vâng, bước sang tập 63, bà vợ ông Ninh, phó chủ tịch tỉnh, tìm thẳng đến Loan, bồ của ông để ngăn chặn. Bà quả là vợ quan, đánh ghen một cách rất đẳng cấp. Bà chỉ cần nói lấp lửng mấy câu mà Loan đã phải khai ra hết mọi chuyện. Và chỉ cần vài câu vừa đe vừa nịnh, bà đã dẹp được mối quan hệ bất chính này. Trong khi đó, luật sư Thành tìm đến Cường, đặt vấn đề là làm giảm nhẹ tội cho Trấn với lý do sức khỏe, nhưng Cường vẫn giữ nguyên bản án, không đạt được mục đích. Thành tiết lộ là ông Sơn, bác của Cường, có liên quan đến việc tham nhũng ở một vụ án xây dựng khác và lấy điều đó để thách thức Cường. Và vụ án mới lại bắt đầu hé lộ. Vụ này còn nóng hơn so với vụ đánh bạc trước rất nhiều vì nó liên quan đến các vị trí lãnh đạo cao hơn. Chúng ta lại nói về một chút anh em Long Đại Ca. Sau khi hạ gục Long rồi, Thắng thể hiện mình mới xứng đáng với vị trí đại ca. Hắn thẳng thắn nói với kẻ bại trận là Long rằng sau khi Long vào tù, một tay hắn phải trả thù cho Long và cũng một tay hắn gây dựng cơ đồ để chờ cho Long mãn hạn tù ra, lại tiếp tục trả lại ngôi vị đại ca cho Long. Nhưng Long không hề biết điều, vẫn coi hắn là một kẻ điếu đóm ngày xưa mà lại muốn đẩy hắn đến chỗ chết. Vì vậy mà hắn buộc phải phế truất chức đại ca của Long. Long bây giờ là một kẻ bại trận và không biết Thắng sẽ xử Long như thế nào. Vâng, trên đây là những nội dung chính của tập 63 mà Đại Nghĩa xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Sau đây là những phân cảnh về những tình tiết mới của tập 63 mà Đại Nghĩa xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đại Nghĩa xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Đại Nghĩa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo.